xin gọi trong giấc mộng. Còn chút thương yêu xin đưa vào giữa. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ mình đã vội quên, cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rượu cây men nồng, màu trắng khát tan quanh căn phòng chưa? Nó chết.
Bắt cái dục của nó luôn. Đây, nó mất tiêu rồi, đứng bên cây đi. Dáng đi của người phụ nữ cách tay số đít nó mới ghê chứ, nó té luôn nhiều hoài trời té vợ nó có kìa, bị gì mà vụ gì cách tay số đít nữa vậy, cách tay số đít làm chi, cách tay số đít nữa thấy ghê không, rồi cách tay số đít nào thấy gớm không, đít nhiêu lên nè trời ơi, lắc nữa té luôn. Chết ba số đít chi vậy? Đập đầu té em thì sao xấu? Mưa đó con, mưa đó con. Rồi té sao đỡ kịp? Ai dạy không biết, không biết ai dạy nữa. Papa. Sao Quýnh ơi, ai té đó hèn, té đó hèn, ra ngoài đây té rồi, té đó phá. Đi kìa, phá Quýnh đó hèn, phá Quýnh đó hèn Úc ơi, phá Quýnh đó. Ây dạ. Tê ba nè con, tê ba nè, nhanh lên. Phá ra. Rồi, hôm nay đi rồi kìa. Hay quá em kìa. Kìa vô đó té đó, lọt vô đó chút queo luôn đó. À có kìa, thấy chưa? Bể đầu đó, cho nay đây.
À, chắp tay sư đích nữa kìa, ghê không? Làm ha, làm không? Chú ngủ rồi. Buồn ngủ rồi. Cho mát phải gì vậy? Đừng. Nè, ốc. Ốc ơi, ốc cười khán giả coi. Cái con bé này, bữa nay chụp điện thoại nó ha. Yeah. Đây là bà nội địa của mình nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy. Còn đây là em gái nghịch ngợm của mình nha các bạn. Đòi tôi làm gì cô? Chứ không phải anh đòi đâu. Đặt với cô ha, kỳ cục quá. Đây là ông nội đẹp trai của mình nha các bạn. Các bạn có thể thấy ông nội đẹp trai không? Ông nội 19-16 tuổi mà vẫn đẹp trai bình thường đó nha các bạn. Đó. Ốc. Bầm. Ốc, nó bông đây. Bông. Bông. Bông, bông đâu? Bông đó đó hả? Nó bông đây. Bông. Đừng. Bông. Bông đâu? Bông. Ơi, bông. Quá. Bông. Hốp làm gì vậy? Đi vô quạt. Đi vô. Đi vô quạt này. Đến hay lắm. Tiêu chết xanh, tiêu chết vàng.